Đã có cuộc biểu tình bất tuân dân sự tại Việt Nam nhân ngày 30 tháng 4 năm nay. Với một số những người ở hải ngoại xâm nhập vào trong đất nước mình từ vài tháng qua. Và họ đang ém binh. Họ đã đi liên lạc với các tổ chức tự phát. Và đó là lý do tại sao mà chúng tôi đã đăng cái bản tin, cái văn bản của Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về quy định và nội quy thành lập hội tại Việt Nam. Không có một cái hội nào được quyền tự phát hết. Và không có một cái hội tin đồn đang ở trong cái cộng đồng hải ngoại. Họ dựa vào cái những cái bản án mà nhà nước Việt Nam mới tuyên án tất cả những cái thành phần chống phá xã hội qua cái vụ Formosa, và gần đây nhất là Huỳnh Quốc Bình 14 năm. Thành ra là cái chuyện này sẽ tạo nên một những cái sự rất là đau buồn nếu thật sự rằng, bởi vì bắt buộc có một cái phải cái một cái sự đàn áp hay bắt bớ. Nhưng mà tôi tin rằng khi mà KBC hải ngoại nghe được cái nguồn tin này thì chắc chắn an ninh nhà nước Việt Nam cũng đã nghe được. Và đây là chúng tôi không có căn cứ mà chỉ là những cái tin đồn ngoài phố Bonsa TV. Ngoài phố Bonsa chứ không phải là Bonsa TV. Xin lỗi Vũ Hoàng Lân. Vâng, nói nhanh quá. Thì thưa quý khán giả, năm nay chúng ta được cái gì? Chúng ta được nghỉ bắt cầu cho tới ngày 1 tháng 5 để lao động, đúng không? Lý do? Tại vì năm nay cái thời điểm nó hợp lại với nhau, Quốc tổ Hùng Vương, ngày lễ lao động và ngày 30 tháng 4, tất cả đều tập trung vào với nhau. Thành ra bà con được nghỉ nhiều ngày. Và lợi dụng cái tinh thần hỷ xả, văn minh nhân bản của nhà nước, một nhóm người dự trù đã kêu gọi rồi, sẽ làm một cuộc bất tuân dân sự. Chúng tôi nhớ lại cách đây khoảng chừng 5 năm, anh Nguyễn Văn Thanh ở thành phố Hồ Chí Minh là một người, chúng tôi nói đây không phải là một người tự phát nhé, đây là một người yêu nước. Anh dùng những cái trái tim của anh phản ứng trước cái nhóm biểu tình. Lúc đó quý vị nhớ không? Ở thành phố Hồ Chí Minh loạn kinh khủng luôn, tràn ra ngoài đường, đi bộ cho đi tới chợ Bến Thành. Anh bất ngờ, anh Nguyễn Văn Thanh nhảy vào trong đám đó và quật một người đang định tấn công một sinh viên vừa tốt nghiệp ở bên Mỹ trở về, và tôi cũng biết nữa. Thì anh sinh viên đó cũng đi trong cái đoàn biểu tình để chống lại cái nhóm mà gọi là phản động. Anh Thanh đã quật cái tên đó xuống và giao lại cho công an. Và công an đã xử tội. Quý vị thấy rằng đó mới gọi là tự phát. Đó mới gọi là một người yêu nước. Nguyễn Văn Thanh, các bạn ở trên Facebook này chắc chắn biết Nguyễn Văn Thanh là ai. Bây giờ vì những cái sự mà đi biểu tình ở bên Mỹ này nhé, Andy, anh không có quyền tràn ra ngoài đường cản trở lưu thông. Anh phải đi trên cái sidewalk ở bên Mỹ, nó có một cái sidewalk. Bây giờ bên Việt Nam mình gọi là cái vỉa hè. Cái vỉa hè ở Việt Nam này, cái vỉa hè đó thuộc quyền của chính phủ Mỹ. Ở bên Mỹ là có luật, còn bên Việt Nam thì chúng tôi không biết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nhà nước đã ra lệnh dẹp những cái quán vỉa hè đó là kia đó. Là thứ nhất là để chỗ cho đậu xe gắn máy, hoặc thậm chí cả xe ô tô nữa cũng phải đậu trên đó, chứ ở ngoài đường không có. Cái đám đó, nó lợi dụng biểu tình chống Trung Quốc tràn ra ngoài đường. Và nhóm đó là những nhóm no you, những nhóm đó là những cái nhìn cái mặt phản động là mình biết nó phản động. Ok, em đi. Anh Thanh đã quật ngã một tên cầm cái loa cái gì đó.
kêu gọi biểu tình. Nhà nước Việt Nam mình không phản ứng, nhưng mà giữ trật tự. Và cho tới ngày hôm nay thì là No You rồi Dân Ngoan rồi là đều bị dẹp hết. Vâng, tại vì cái biểu tình mà nó mang mục đích khác. Cái Andy, biểu tình họ mang cái tinh thần khác. Anh định bênh cho cái bản tin tôi mới đưa ra phải không? Đó là một nhóm phản động. Giật dây lợi dụng cái ngày 30 tháng 4, lợi dụng ngày quốc tổ và lợi dụng ngày lễ lao động mùng 1 tháng 5 để mà tập trung bất tuân dân sự. Anh hiểu chứ bất tuân dân sự là cái gì không Andy? Nếu muốn làm chính trị phải học đi. Dân tham phải dân hoan. Đúng rồi. Tôi yêu cầu anh Andy đừng có phá cái cuộc nói chuyện của tôi. Đây không phải là cuộc tranh cãi. Tôi đây làm cái chuyện tôi đọc bản tin trên đài. Vâng. À...